Nay thì bọn em sẽ tiếp tục là tìm kiếm xuống sâu hơn, xuống giải bạc để có thể xét vòng sau, nên là các bạn có thể yên tâm. Nếu mà những là thì mình rất là vui, lần đầu tiên được chụp ảnh cùng với anh Bình là thứ là vui thế thôi, chứ còn không biết nói gì hơn. Hy vọng là mình về sẽ truyền cái lửa này cho các bạn ở bên dưới rồi tham gia chung vui cùng với chương trình này nhiều hơn. Anh thấy đây là cái động lực để tiếp tục có những cái sáng tạo giúp cho tổ chức để làm sao để tăng cái chuyển đổi số của hệ thống lên càng nhiều càng tốt. Đúng rồi, chắc chắn là sẽ phải truyền lửa để cho các đồng nghiệp tiếp tục tăng cường cái hoạt động chuyển đổi số hiện nay, nhất là với FPT Polytechnic là cái đơn vị có số lượng sinh viên rất là lớn, thì cái việc chuyển đổi số lại càng rất là quan trọng. Và đây là hoạt động chung của cả hệ thống, của tổ chức và cá nhân chỉ đóng góp một phần nhỏ vào cái hoạt động chung đấy. Mình sẽ hết sức cố gắng để có thể có những cái sáng tạo khác nó giúp ích tốt hơn nữa cho cái hoạt động đào tạo của FPT Polytechnic. Em cảm thấy khá là bất ngờ, sững sờ, em cảm thấy rất là vui. Đặc biệt là sau chụp ảnh được em được chụp ảnh cùng với các anh Bình và các anh chị, thì em cũng thực sự là em không nghĩ là em lại nhận được giải cao và nhiều giải như vậy ạ. Và em cũng có thể thấy rằng là sau cái giải này thì em sẽ có rất là nhiều điều để mà tiếp tục hoàn thiện mình và tiếp tục hoàn thiện cái sản phẩm của mình. Cũng lần đầu đi nhận giải. Còn khi có cái giải thưởng này thì là anh nghĩ truyền hình FPT sẽ có thêm nhiều ý kiến nữa, và đến cuối năm nay thì sẽ có một vài cái game show và một vài cái ý tưởng về công nghệ cũng khá điên rồ. Anh chắc là sẽ tiếp tục lọt ở vòng sau.